Bicho. Từ lâu, nhiều nhà tù Nhật Bản đã trở thành trại dưỡng lão bất đắc dĩ bởi người già thường cố tình đi tù để không phải sống cuộc sống cô độc ngoài xã hội. Tuy nhiên, chuyện muốn được ở tù chỉ dễ dàng với người dân bản xứ mà thôi. Còn đối với những tù nhân nước ngoài, nơi này chẳng khác nào địa ngục trần gian. Nhà tù Fuchu ở phía tây thủ đô Tokyo của Nhật Bản được xem là một trong những nhà tù kiên cố nhất thế giới. Nơi đây hiện đang là nhà của những phạm nhân người nước ngoài sừng sỏ đến từ hơn 40 quốc gia khác nhau. Fuchu sở hữu hệ thống an ninh ở vô cùng phức tạp và những quy định khắt khe đến mức nhiều tổ chức nhân quyền đã phải lên án. Vậy nên một khi đã bị kết án và chuyển đến lao ngục thì cũng đồng nghĩa với việc những chuỗi ngày ác mộng của tù nhân đã bắt đầu. Trong thời gian chờ ngày xét xử, phạm nhân ngoại quốc sẽ bị tạm giam ở nhà tù cảnh sát Keisatsusho từ vài tháng cho đến vài năm, tùy thuộc vào tính chất nghiêm trọng của vụ án. Đây là thời gian mà cảnh sát và công tố viên sẽ thu thập bằng chứng và tiến hành thẩm vấn phạm nhân. Việc thẩm vấn được tiến hành thâu đêm suốt sáng, tù nhân chỉ kịp chợp mắt một tiếng đã phải thức dậy để bắt đầu phiên thẩm vấn tiếp theo. Chất lượng bữa ăn cực kỳ tệ, chỉ gồm một phần cơm cứng như đá và một quả trứng luộc. Ngoài ra hoàn toàn không có thêm đồ ăn hay nước uống nào tại nhà tù cảnh sát. Nếu may mắn quá trình thẩm vấn tại đây kết thúc sớm, phạm nhân sẽ được chuyển đến một nơi có điều kiện tốt hơn một tí là nhà tù quận Tokyo, Tokyo Kochisho. Sinh hoạt ở đây vẫn được quản lý nghiêm ngặt, chẳng hạn như yêu cầu bữa ăn diễn ra nhanh chóng hoặc yêu cầu dọn phòng, điểm danh mỗi ngày. Tuy nhiên nhìn chung, điều kiện ăn ở đây thoải mái hơn nhiều so với nhà tù cảnh sát, phòng ốc cũng sạch sẽ và nhân đạo hơn. Sau phiên tòa xét xử, nếu được tuyên bố vô tội thì không có gì để nói. Những nghi phạm sẽ nhanh chóng được trả tự do. Còn nếu tòa tuyên án kết tội và chịu án tù giam, chào mừng họ đến địa ngục trần gian. Trên lý thuyết, nhà tù sẽ áp dụng hình thức huấn luyện và cải tạo phạm nhân người nước ngoài dựa theo từng tiêu chí riêng biệt. Những tiêu chí này bao gồm giới tính, quốc tịch, loại hình phạt và thời hạn bản án, cũng như tình trạng sức khỏe, tinh thần của phạm nhân. Nhưng ở những nhà tù Nhật Bản thì thực tế quả thực khác xa vời. Nó chẳng khác nào những trại giam tử thần thời Đức Quốc xã. Những tù nhân phải tuân theo rất nhiều luật lệ hà khắc, từ quy tắc đi đứng, cách sắp xếp đồ đạc trong phòng giam cho đến quy tắc sử dụng nhà vệ sinh, v.v. Họ phải răm rắp tuân theo tất cả mọi thứ, nếu không sẽ bị trừng phạt dã man. Một phạm nhân người Mỹ, Anne Terrence Davidson, đã viết thư gửi đến trang Foreign Prisoners và tiết lộ sự thật tại nhà tù Fuchu sau 3 năm chịu án tại đây. Trong thời gian ngồi tù, anh ấy đã hai lần chứng kiến cảnh các phạm nhân bị đánh đập tàn nhẫn vì có thái độ không hợp tác với quản ngục. Terrence cũng từng bị 8 lính gác đánh đập và bóp cổ đến mức bất tỉnh vì anh ấy đã đi hành quân sai cách. Thực tế mà nói, cuộc sống của những phạm nhân tại nhà tù Fuchu hay bất kỳ nhà tù Nhật Bản nào khác đều đang rất khốn khổ, không phải từng ngày mà là từng giây, từng phút. Những hình phạt bạo lực vô cùng tàn nhẫn và diễn ra như cơm bữa, và những khóa cải tạo trở thành cơn ác mộng không có hồi kết đối với tù nhân. Từ trước đến nay, văn hóa Nhật Bản luôn xem trọng lễ nghi, phép tắc và áp lực nặng nề. Nếu ngay cả người Nhật cũng gặp khó khăn, chật vật để thích nghi với lối sống này, thì những phạm nhân nước ngoài sẽ cảm thấy cực kỳ ngộp thở khi sống trong tập thể. Một phòng giam sẽ chứa từ 6 đến 12 phạm nhân. Nội thất trong phòng đều theo phong cách truyền thống của Nhật. Sàn nhà lót chiếu cói tatami, nệm ngủ futon xếp cạnh nhau và bàn thấp. Ở một số nơi khác, phạm nhân nước ngoài được sắp xếp ở phòng riêng một mình suốt thời gian ngồi tù. Nhiều người không biết thì sẽ nghĩ có phòng riêng là một điều tốt. Nhưng thực ra, những nhà tù Nhật Bản đã cô lập các tù nhân nước ngoài, cấm họ giao tiếp xung quanh. Họ luôn bị giam ở trong phòng, chỉ ăn ngủ và làm những nhiệm vụ việc được giao. Họ chỉ được phép ra khỏi phòng khi đến giờ tập thể dục hoặc tắm rửa, và tất nhiên trong những lúc này họ đều bị cấm giao tiếp với mọi người. Sự cô độc một mình, không ai trò chuyện từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, có thể khiến những tù nhân này phát điên.
Nên nhớ rằng, những tấm ảnh mà bạn thấy về phòng giam ở Nhật là những gì mà chính quyền muốn cho bạn thấy. Nó khác xa so với những gì mà tù nhân thực sự trải qua, đó là bẩn thỉu, lạnh lẽo và cũ kỹ. Hình phạt thường được áp dụng nhiều nhất ở nhà tù Nhật Bản là phạt biệt giam. Phạm nhân được đưa vào một căn phòng nhỏ và phải ngồi tại đó từ sáng đến chiều. Nghe thì có vẻ không nặng nhọc gì, nhưng vấn đề ở đây là họ phải ngồi suốt một tư thế, có thể là bắt chéo chân hoặc để hai tay lên đùi. Họ không được phép làm gì khác mà cứ ngồi yên như thế không nhúc nhích, cũng không được phép duỗi người, đứng lên hoặc đi lại trong phòng. Chưa hết, cho dù tù nhân có đang mắc vệ sinh cỡ nào thì cũng phải chờ đến giờ được phép đi vệ sinh và chỉ được phép đi hai lần trong ngày. Cách phạt biệt giam này còn có thêm hình thức còng tay, bịt miệng và thường được gọi là thời gian tự kiểm điểm của phạm nhân. Rào cản ngôn ngữ là khó khăn lớn nhất đối với những tù nhân người nước ngoài, khi ngôn ngữ duy nhất được phép sử dụng trong tù là tiếng Nhật. Mọi thư từ gửi ra ngoài đều phải viết bằng tiếng Nhật hoặc tù nhân phải trả tiền để dịch sang tiếng Nhật. Tương tự với việc thăm viếng, nếu không thể nói hoặc phiên dịch sang tiếng Nhật, những người đi thăm buộc phải giữ im lặng. Bên cạnh đó, những tù nhân nước ngoài còn bị lính gác kỳ thị chủng tộc và nếu đáp trả thì họ sẽ lãnh đủ hậu quả. Từng có trường hợp, một phạm nhân người Nigeria vì bị cai ngục lăng mạ gọi là khỉ đột đã vùng lên chống lại. Kết quả là anh ấy đã bị đánh hội đồng tàn bạo đến mức bị điếc một bên tai. Cuối tuần qua, bức nụ cười ẩn dấu của nhiếp ảnh gia Rehan đã được bán tại triển lãm ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, khi tham quan phòng trưng bày của nhiếp ảnh gia Rehan, một khán giả đã mua tác phẩm chụp cụ bà 80 tuổi của ông với giá 10.000 USD, khoảng 227 triệu đồng. Bức ảnh được in trên khổ 100 x 150cm, chất liệu giấy metallic, loại giấy cao cấp sản xuất ở Pháp. Với phiên bản này, Rehan chỉ in hạn chế 15 bức, mỗi bức bán ra kèm theo giấy chứng nhận của tác giả. Ngoài ra, Rehan còn in tác phẩm trên kích thước 60 x 90cm cùng với số lượng hạn chế 15 bức và giá mỗi bức là 3.900 USD, khoảng 85,8 triệu đồng. Nhiếp ảnh gia người Pháp cho biết giá ảnh được định trên việc tác phẩm từng được báo chí thế giới biết đến, được đưa vào bộ sưu tập của Bảo tàng Phụ nữ Hà Nội. Người phụ nữ Việt đã làm nên tác phẩm nghệ thuật giá trị của Rehan không ai khác chính là cụ bà Bùi Thị Song. Năm 2014, trong một lần đến phố cổ, Rehan đã chụp được hình ảnh của cụ Song. Khi ấy đang chèo đò chở du khách trên sông Hoài ở Hội An. Bất chợt nhìn thấy ống kính đang hướng về mình, cụ Song đã đưa tay lên che mặt. Và khoảnh khắc vàng ấy đã được nhiếp ảnh gia Rehan kịp lưu giữ lại một cách rất có hồn. Ngay khi bức ảnh được công bố, báo chí Mỹ đã đánh giá cụ Song là cụ bà đẹp nhất thế giới, với đôi mắt biết cười, ánh lên niềm hạnh phúc. Ngày 1 tháng 6 vừa qua, khi triển lãm mở ra, cụ bà Bùi Thị Song được mời làm khách đầu tiên tham quan phòng trưng bày ảnh. Rehan đã rất hào hứng khi chia sẻ rằng cụ Song chính là người đã giúp anh mở rộng tiếng tăm ra quốc tế. Khi chụp chân dung mang tính biểu tượng của bà, tôi không hề nghĩ bức ảnh này sẽ thay đổi cuộc đời chúng tôi, anh tâm sự. Được biết, tiền bán tranh sẽ được nhiếp ảnh gia Rehan trích ra mỗi tháng để giúp đỡ cụ Song. Đây là hoạt động trao tặng lại, được anh duy trì xuyên suốt dự án. Các nhân vật khác trong dự án Nụ Cười Ẩn Dấu, chủ yếu là trẻ thơ, người già các dân tộc thiểu số, cũng thường xuyên được anh hỗ trợ. Bức có giá cao nhất anh từng bán ở Việt Nam là 17.000 USD, gần 386 triệu đồng. Để đánh dấu 10 năm gắn bó với nhiếp ảnh, Rehan đã chọn thành phố Hồ Chí Minh để mở phòng trưng bày ảnh. Bởi với nhiếp ảnh gia người Pháp, anh xem mảnh đất này như là nhà của mình. Phòng trưng bày không chỉ là nơi bán tranh mà còn để mọi người có cơ hội được tham quan miễn phí về các tác phẩm do anh chụp ở Việt Nam, Ấn Độ, Malaysia và Cuba. Rehan mong rằng mỗi tác phẩm sẽ mở ra cho người xem những góc nhìn khác nhau về cuộc sống con người của các vùng đất trên.